Bảo. Hello, hello, chào cả nhà ăn sáng ạ. Sống ảo. Như nói à, buổi tối là mới về thôi, sáng không chờ. Ăn gì trầm rồi, mình bán gì trầm, mình bán rượu nho, nó ai có nhu cầu uống rượu nho Phan Rang là có mình nha. Đây là rượu nho nha, ăn sôi gấc. Xin chào cuộc sống, việc Nguyễn Việt cuộc sống đây. Đây là mình bán rượu nho, bán dây trầm. Xôi ngon. Không biết quay gì, trời sáng ra ngoài chợ bán đồ đồ quay thôi. Bán nhang đèn á. Mấy cảnh đi tại những cảnh thôn quê nào đi rồi quay còn ra chợ bán không à. Mình là một người khuyết tật á, mình dạy cái không có khuyết điểm cái chân nè, thấy không, cái chân khuyết tật nè, thấy không. Không ai toàn dạng hết trơn á. Đừng đưa ra mà nhìn vậy chứ không phải vậy nữa. Đi ngang qua cho em lượt tim, lượt follow, chia sẻ làm cảm ơn à. Bán rượu nho. Đi đi. Ai chưa à, ta mua sôi ta ăn sống rồi ta chở nghe mấy con nó nhắn nè, hỏi chợ mua cái gì nhắn nè, nấu canh chua hành me măng ngủ mùi hầu dòng mới nhắn à. Má ta nhịn mít à, thì nó canh chua thì mua vậy thôi chứ cơm gì mà ta biết hả, nhưng mà ta không biết hay á đó, bạn biết hả, không thì nó ta mua này mua ít yếu chửi không nhiều, mua ví dụ ta mua măng cà chua, ta mua thơm qua nữa. Có mặt hàng thì mới ngon nhá. Mặt hà nè. Có nào mắt không biết. Nó bị nào mắt thì nó ngốt cái nào mắt. Thì mới cái nào mắt. Mày không nhớ hả? À? Mày không biết hả? À? Ngày mày quên phải không? Me nè, me thơm, măng. Thằng ngon ngủ rồi đó. Ngô cốc nó canh chua nó ngon. Mày nghe. Làm sao nè. Là ăn chữ có những cái tập tài lắp giật nữa vậy thôi chứ người nó không lo như gia mình con nó chạy được nữa mà nhà con nè nó ngang nó lo nhà con lo nó yêu con lao nó tập cho con thấy tụi nhặt nó biểu không.